Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Chị Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chị chào em nha. Em chào chị đi. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em kính chào chị Uyên Quỳnh và cộng đồng trên kênh của chị. Chị trên cộng đồng. Rồi, em có thể giới thiệu về mình ha? Dạ, em xin giới thiệu em tên là Quyền. Hôm nay em 47 tuổi. Dạ, ngày xưa cũng đã từng vinh hạnh được một lần lên kênh của chị. Lần này với cái tư cách là em đã đến Mỹ. Dạ, được trước là em vẫn còn đang ở Việt Nam. I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Em đến Mỹ được bao lâu rồi? Dạ, em đến Mỹ cũng được một thời gian cũng ngắn thôi chị. Em có bà con, anh chị em gì ở bên Mỹ không? Dạ không, nói chung là chỉ có bạn học phổ thông thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Rồi em đi đến Mỹ là diện gì? Em đi theo diện du lịch chị. Em đã đi du lịch mấy lần rồi? Qua Mỹ mấy lần rồi? Em đi du lịch đây là lần thứ nhất. Hiện em đang ở tiểu bang nào? Em ở bên Tennessee chị. Ở Việt Nam quê em ở đâu? Ở Việt Nam thì em ở Gia Lâm. Em ở Gia Lai và em đã từng làm công tác dạy học ở đó. Nhưng với cái mơ ước là em muốn đến Mỹ. Tạo dựng cho mình cái cuộc sống mới ở Mỹ. Bởi vì em mơ cảnh được ở Mỹ. Em còn trẻ mà xin được visa du lịch Mỹ cũng khá hay đó, cũng khá là may mắn hả? Dạ, em cảm thấy mình may mắn. Dạ. Em cảm thấy mình may mắn thôi. Em có đi được nhiều nước không? Dạ cũng dạ không. Bây giờ dạ Mỹ là nước đầu tiên em đi. Rồi em xin phỏng vấn. Dạ một lần. Một lần là đậu luôn hả? Mai dữ vậy? Dạ, em cảm thấy mình rất là may mắn. Cho nên là hôm nay nói chung là được chị Yên Quỳnh trích thời gian ra để cho em lên kênh. Thì em cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì em cũng cảm thấy mình may mắn khi em cũng ước ao cái điều này lâu lắm rồi. Nhưng mà một mình vui như vậy. Em một mình đến Mỹ. Còn hai con của em thì hiện tại vẫn ở Việt Nam và các cháu đang đi học đại học bên đó. Rồi em qua em single mom. Rồi em qua Mỹ này á, rồi em có bạn bè anh chị em gì bên đây không? Thì chị có bạn học phổ thông thôi chị. Vậy đó hả? Rồi hiện tại em đang ở nhà bạn em hả? Dạ.
đang đang muốn nhà quen nhà. Rồi thời hạn em ở đây là được mấy tháng? Thật sự lên thì em cũng hiểu là nó cũng có cái thời hạn theo quy định theo luật đấy chị, nó cũng không có được lâu. Thì cái visa thì theo như cái visa thì họ cấp cho mình chỉ 1 năm thôi. 1 năm nhưng mà họ cho mình vô ở thì chỉ có 6. Visa họ cấp em 1 năm nhưng mà thời hạn em ở lại chỉ được có 6 tháng thôi hay gì á, phải không? Mỗi lần đi. Rồi khi em qua Mỹ này em cảm giác như thế nào? Có cảm thấy bỡ ngỡ không? Thấy cuộc sống bên đây có khác gì với Việt Nam nhiều không? Nhiều điều cũng cảm thấy vỡ hòa nhiều điều chị. Nhưng mà nói chung là một con người hồi giờ nói chung em cũng chịu khó làm việc, rất là kiên nhẫn làm việc và chịu khó vun vén cho cuộc sống gia đình, nên là em cũng không có bị sốc nhiều. Em nói chung là cũng thử ngồi nhiều cảnh đẹp ở Mỹ, em thấy nói chung là rất là đẹp. Công việc thì nói chung mọi người rất là dành thời gian làm việc rất là nhiều hơn ở Việt Nam. Các cô chú anh chị, do là em cũng lên kênh YouTube em nghe nhiều câu chuyện thành công của các quý ông bà cô bác anh chị đi trước, em cảm thấy rất là cảm phục những cái tấm gương đó. Cái cảnh đẹp ở Mỹ là cái nguồn cảm hứng cho em để em nuôi được cái ngưỡng là em em muốn sống cái phần đời còn lại ở nước Mỹ. Thực sự ra thì em cũng đã làm việc sinh sống làm việc cùng với gia đình ở Việt Nam cũng đã nhiều. Chị nhớ hồi trước em chị cũng chị nhớ hồi trước chị phỏng vấn em hình như là em là giáo viên anh Văn phải không? Dạ đúng rồi. Chị có nhớ rất là tốt luôn. Chị không có nhớ học, chỉ nhớ chị không có nhiều như vậy đâu, nhưng mà chị chỉ ấn tượng một điều là em là giáo viên anh Văn, là cô giáo viên anh Văn duy nhất ở trên kênh của chị thì phải, cho nên chị nhớ. Dạ. Thì nói chung mọi thứ em đã khép lại cái phần công tác của mình ở bên Việt Nam. Em đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy đó hả? Em với là tư cách là giáo viên anh văn ở Việt Nam, khi em qua tới Mỹ này, hội nhập với cuộc sống ở Mỹ, thì em có cảm thấy khó khăn về vấn đề nào ngôn ngữ không? Em cũng cũng làm quen với cái chất giọng của người bản xứ, nhưng mà với cái vốn kiến thức trang bị của mình được cũng ít thì em cũng cảm thấy nó cũng không quá khó khăn, cũng có phần thuận lợi cho em. Quá thuận lợi cho em đi. Em chị nghĩ là em tới Mỹ là em rất là thuận lợi luôn, tại vì em đã rành tiếng Anh quá rồi, chỉ có thể đều là anh không rành lắm được. Thực sự ra cái lượng kiến thức tụi em so với cái lượng kiến thức với lại cái dòng của người bản xứ, tụi em cũng phải học hàng ngày, em cũng phải trau dồi thêm. Rồi làm quen với cái giọng nói của người bản xứ ở đây. Đúng cũng rồi. Cũng có, nói chung mọi thứ cũng không có dễ dàng như mình nghĩ, nhưng mà với cái sự kiên trì là em với cái khao khát của mình, thì em nghĩ là em sẽ cố gắng từng ngày để em hòa nhập được. Em cũng có căn bản rất là vững chắc rồi, chỉ cần là phải trau dồi thêm chút xíu nữa, nghe rõ, nghe được là được rồi ha. Dạ em nghe được. Nói chung về cái nội dung thì em hiểu được rồi, em có thể đối đáp được, nhưng mà về cái độ lưu loát fluently thì nói chung em phải tập thêm. Hàng ngày em vẫn học thêm. Em rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Ở Việt Nam thì em cũng là single mom cũng đã rất là lâu, từ năm 2012.
ba mẹ con em nói chung là sống cũng nhờ bà gia đình ông bà ngoại. Các nhà em út của em nói chung là cũng vận động để mà dìu dắt cho cuộc sống của em với lại hai con em. Thì bây giờ hiện tại là hai đứa đã học, đang học đại học ở trường Thành phố Hồ Chí Minh. Còn mẹ thì với cái mơ ước là con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em con trai lớn của em 24 tuổi. Cũng lớn bé nhỏ nhà em nay 18 bước qua 19. Rồi khi em đi như thế này thì hai con em ở sống chung với bà ngoại? Dạ không, hai bé nó ở Sài Gòn thì nó đi hai bé nó đi học đại học thì ở gần nhà em gái em. Ở nhà ở gần một bé lớn thì trọ ở gần đó, còn bé nhỏ thì đang hiện tại đang ở chung với gia đình gì đi học đại học năm thứ nhất. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ em cảm ơn chị. Nói chung cái ưu điểm của em là nói chung là hòa đồng, hợp tác và rất là chịu khó làm việc. Và nói chung là em sống chung cũng khép kín, em không có điều kiện để mà giao du nhiều. Em cũng ít có được đi chơi hoặc là đi du lịch nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà được một cái thì em may mắn với cái khao khát của mình thì em nghĩ đến lúc giống như cái niềm mơ ước của em nó đủ lớn thì được đáp lại thì em xin visa Mỹ với chuyện du lịch và em đạt được visa thì rất là đó là một điều rất là may mắn và rất là ngạc nhiên đối với mọi người, kể cả trong trường em các cô các đồng nghiệp cũng rất là ngạc nhiên và cũng chúc em may mắn, chúc em với cái nguyện vọng là vừa đi du lịch và nếu như có duyên để mà tìm cái mảnh ghép cho mình ở Mỹ thì rất là tội nguyện. Mấy cô cũng chúc em như vậy. Như vậy rồi em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Hiện tại bây giờ thì em những cái là trong quá khứ của em, ví dụ như là đã có hơi một chút nắm vội gì nữa trong cái quyết định thì bây giờ dần dà em đã bỏ rồi chị. Là cái hướng của em sống em hướng thiện về cái đời sống tâm linh của em rất là lớn, cho nên là em nói chung là cái khuyết điểm của em đã sửa chữa được cái khuyết điểm của mình rất là lớn rồi, rất là nhiều rồi. Cho nên là em cũng cảm thấy có thể đó là ưu điểm và cũng có thể là khuyết điểm, có nghĩa là cái tính em rất là bạo dạn và em quyết đoán lắm, cái tính quyết đoán rất là mạnh mẽ. Là đôi lúc trong cuộc sống thì cái đó nó cũng là cái thế mạnh, nhưng nó cũng đôi lúc nó cũng là cái nhược điểm của em là có cái tính quyết đoán rất là lớn. Em chèo lái gia đình và nói chung là em có một cái ước nguyện, một cái mơ ước gì đó thì nói chung em kiên quyết là thực hiện cho bằng được. Có phải vì bản tính đó của em nên em với ông xã chia tay không? Dạ không, cái hồi đó là anh đi làm ở ngoài công trường. Đó là cái sự gần gũi trong gia đình, chăm lo trong gia đình không có chứ. Chứ còn phải tính em, nói chung em không đến mức mà em qua quyền chồng đâu. Mọi thứ đều ý, nhưng mà do là ông xã không có quyết được cái gì để mà lo cho cuộc sống thì đôi khi cứ em cứ phải tự bươn chải và cũng nhờ vào gia đình nhà ông bà ngoại. Cho nên là sau một thời gian dài thì anh kiên quyết là phải chia tay, chứ anh không có muốn níu giữ hạnh phúc của em, người níu giữ hạnh phúc nhưng mà không có được. Em rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em thích mẫu người trung thủy và cũng có cái
bản tính, cái bản lĩnh lớn. Em thích mỗi người đàn ông như vậy, nói chung không có đua đòi ăn chơi. Rồi em có nghĩ là người đó độ tuổi như thế nào không? Em có nghĩ là người đó độ tuổi như thế nào không? Em nghĩ lớn hơn em khoảng vài tuổi, chỉ 6-7 tuổi hoặc là 10 tuổi đổ lại cũng được. Rồi, mà gốc em là ba mẹ em là người Bắc, cho nên em cũng có một anh bạn mà nghĩ này mà đấy, nhưng mà có gốc gác là người Bắc mà chịu khó làm ăn chăm chỉ thì hai người nếu mà tìm được thì làm nửa của nhau thì em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi thí dụ người đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ thế nào? Thực sự ra em cũng tôn trọng cái sở thích của những người bạn đồng hành, nhưng sao nó ở trong cái chừng mực cho phép là được chuyện. Muốn đưa thật sự mà muốn tốt đẹp cho nhau thì em cũng sẽ góp ý để người bạn của mình có thể bỏ những cái mà sở thích mà nó không có lợi cho sức khỏe. Bởi vì em là một người rất là chăm chút về sức khỏe, từ cái thực phẩm hàng ngày mà mình dùng em rất là chú trọng, cho nên em không muốn vì những cái sở thích của mình mà người bạn của mình hủy hoại sức khỏe hàng ngày. Em không muốn điều đó. Rồi khi em muốn tìm người bạn cho em như thế này nè, con của em có ủng hộ em không? Vậy thì thực sự là cuộc sống ba mẹ con làm được với nhau lâu rồi thì con em cũng hiểu. Bây giờ các cháu cũng đã lớn mà, mọi thứ thì các con cũng cố gắng học và cũng muốn cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc thôi. Con em không có ý kiến gì hết. Em rồi em qua đây cũng hơi lâu lâu rồi, em đã đi du lịch được những nơi nào rồi? Dạ em cũng đi được vài nơi rồi chị, rất là đẹp. Em đi New York, cảnh đẹp ở New York. Dạ em đi Boston. Hiện tại là em ở nơi này nè, là em đã ở bao lâu rồi? Em cũng mỗi nơi em đi một ít thì giờ em cũng đi được vài tháng chị, cũng hơn 5 tháng đó. Tại sao em quyết định ở nơi này, không không đi du lịch nữa hả? Dạ. Ở nơi đây cũng khá là lạnh đó, em có chịu được lạnh không? Dạ nói chung em cũng thích chọn cái nơi mà nó yên bình, cuộc sống nó không có bị xô bồ, nhưng mà cái lạnh thì em nghĩ là dần dần rồi em cũng sẽ thích nghi. Rồi em đã quen cái thức ăn ở bên này chưa? Hồi lúc chị mới qua đây á, chị không ăn được thịt á. Em cái sở thích của em đó là em cũng thích chỉ có ăn một chút cá thôi. Em ăn cá như chủ yếu em dùng, em thích dùng các loại hạt ở đây nó rất là phong phú, như là hạt hạnh nhân, hạt bacon, các loại hạt em rất là thích. Và em đặc biệt là thích thức ăn ở đây nó tươi và nó sạch, nó thích trái cây và rau ở đây. Và nếu như em có ăn thì chỉ ăn thêm chút cá thôi. Rồi, thì em cũng nhanh thích nghi lắm chị. Thì cuộc sống ở bên đây em thấy là nó khác với Việt Nam rất là nhiều ha. Rồi em cũng đã thích nghi được, rồi em cũng đã thích cuộc sống ở đây, là vậy là rất là tốt. Em thích nghi rất là mau á. Em cảm ơn chị. Em rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Em 1m58 và em nặng cũng 60 cân. Em muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Anh ấy cao hơn em một chút.
chịu khó làm việc, và nói chung là tạo ra là người đàn ông bản lĩnh và bảo bọc lấy cái gia đình của mình. Em thích mẫu người đàn ông như vậy. Gia lăng đẹp thiên nhiên. Em thích anh ấy là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Em thích lanh lẹ hoạt bát. Em thích mẫu người đàn ông lanh lẹ hoạt bát. Dạ đừng quá ít nói. Khi em mới qua đây có khi nào người ta nói em không hiểu không? Dạ đôi lúc chị, đôi lúc có chứ. Đôi lúc họ dùng những cái tiếng mà nói địa phương quá thì mình cũng chưa có dịp để hiểu đâu chị. Em rồi hiện tại như thế này thì em có nấu nướng gì không hay là ăn cơm tiệm thôi? Chị cũng nói chung khi có điều kiện em vẫn tự nấu. Em tự nấu là chủ yếu. Khi em đi du lịch các nơi á, tại sao em biết đường đi? Em đi một mình hay là chung với ai? Dạ đi một mình thôi chị. Sao biết đường đi hay vậy? Nói chung em cũng hỏi thanh, rồi bắt đầu từ đó em đi thôi. Hình như là cái dạ bao nhiêu năm em sống nói chung một mình bươn chải, thành ra là hình như là nó cũng tạo cho mình cái tính tự lập. Dạ bên cạnh đó nói chung là em cũng được một vài người bạn học phổ thông, các bạn cũng hỗ trợ về cái cách thức, các bạn hướng dẫn, cho nên là em cũng rất là biết ơn những người bạn rất là tốt của em học phổ thông, nhưng mà bây giờ họ cũng qua rồi. Thường là em vẫn phải liên lạc về Việt Nam về một cái đại lý lớn ở Sài Gòn để khi em đã mua vé máy bay của em muốn bay từ nơi này đến nơi khác thì hầu như em cứ liên lạc về Việt Nam, rồi khi em đã mua vé là bắt đầu em về. Rồi em qua đây em có gặp được người bạn cô nào của em bên đây không? Nói chung chỉ gặp một hôm, hai hôm thôi. Chứ em không có thời gian được đi chơi với mấy bạn nào. Bởi vì mấy bạn cũng bận đi làm, cho nên là chỉ gặp nhau một hôm thôi. Dạ đúng rồi, ở bên đây ai cũng bận rộn. Dạ chủ yếu là liên lạc ở trên phương tiện Facebook, Zalo thôi chị. Chứ tụi em không có thời gian được trực tiếp. Dạ đúng rồi, ở bên đây ai cũng bận rộn với công việc, với gia đình hết á. Không có ai, ít có người có thời gian đó. Rồi, khi có người yêu, em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Thật sự ra thì em nghĩ cuộc sống nó phải có một chút cái lãng mạn thì nó là cái gia vị cần thiết. Không quá lãng mạn chị, nó chỉ vừa đủ mà mình cảm thấy thật lòng với nhau là được, không quá màu mè. Em rất thích cái sự thật tâm thật tình, chứ còn màu mè mà nó không có cái tính thiết thực, nó không không thật lòng thì em lại không thích. Bây giờ thì những lúc rảnh rỗi ngoài đi du lịch ra thì em thích làm công việc gì? Cái sở thích của em thì là em thích nội trợ gia đình và trồng trọt. Ở hồi xưa ở Việt Nam em rất là thích trồng hoa, trồng rau. Bên cạnh đó thì thường là em nghe nhạc. Em nghe nhạc rồi em có thể học thêm ngoại ngữ. Em vẫn trau dồi tiếng Anh của em, bởi vì không trau dồi thì nó rất là dễ bị mai một. Em rất là ngưỡng mộ của chị Yên Huỳnh. Mỗi lần em lên kênh em coi thấy chị trồng rau, chị thu hoạch, em thấy rất là yêu thích. Và em cũng yêu thích một số cái kênh YouTube của một số anh cô chú anh chị ở nước Mỹ. Ở bên đây ở bên đây điều kiện trồng trọt nó cũng khá là thuận lợi, cũng rất là dễ dàng cho mình. Nhiều khi mình trồng ra trái cây đó hoặc là
một loại gạo đó mà mình có thể mình trồng mắc hơn thì mình đi mua ở ngoài, nhưng nhiều khi trồng cho vui. Em hiểu rồi. Dạ, giống như là giảm stress cho mình. À ha, đúng rồi. Một cái thú tiêu khiển mà rất là đáng yêu. Yeah. Em rồi à, khi em tới đây rồi em có liên lạc với con em thường xuyên không? Dạ có, em vẫn liên lạc với gia đình và ở nhà cũng rất là mong muốn em thực hiện được cái mơ ước của mình. Các con cũng đang rất là cố gắng để học, bởi vì mấy bé cũng muốn là học thành tài thì mấy bé cũng làm việc, ra trường làm việc và có thể tự lập. Sau khi em lên kênh của chị thì em cũng là giáo viên tiếng Anh, cho nên cũng chị thấy cũng có vài anh xin số phone của em. Nhưng mà bật mí cho chị một chút, lý do vì sao tới nay vẫn chưa có duyên đến với nhau? Hiện tại thì chưa tìm thấy một nửa thực sự của mình chị. Có thể nói em nghĩ là lần này, cái lần thứ hai này là cái lần mạo muội, mà em nghĩ là em rất là cảm thấy hân hạnh được chị sắp xếp thời gian để cho em được lên kênh. Và em cũng suy nghĩ đắn đo rất là nhiều khi khi liên lạc với chị. Nói chung em cũng không phải là thích phụ nữ quá kén chọn, nhưng mà hình như là duyên chưa tới chị. Và khi gặp nhau thì em nghĩ là nếu có duyên và có nợ thì mới gặp nhau được. Nhiều khi gặp nhau có duyên mà không có nợ cũng không đến với nhau được ha. Dạ đúng rồi chị. Vì thế người ta nói là tu rất là lâu mới thành vợ chồng được. Dạ. Ok. Bấm nợ được trước. Dạ. Chị rất là vui gặp lại em hôm nay. Và nếu mà sau này gặp lại em mà có cặp có đôi thì chị sẽ càng vui hơn nữa. Chị mong rằng sau lần này thì em sẽ chọn được một anh vừa ý em ở trên kênh của chị ha. Rồi em chào khán giả ha. Dạ. Em cảm ơn chị mình rất là nhiều. Em xin chào tạm biệt chị Hình và các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Ok em, bye em, good night. Nàng, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.